Xin chào cô và tất cả các bạn. Em tên là Cao Thái Bảo, sống tại tỉnh Lâm Đồng, trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Hôm nay em xin thuyết trình bài Van Vest Zombie của em. Xin mọi người xem em chơi thử. Khi chúng ta bấm một cái thì một viên đạn sẽ bay ra để bắn những con zombie. Lúc đầu thì zombie chỉ cần bắn một phát, một viên là chết, nhưng một lúc sau phải bắn rất nhiều viên thì nó mới chết. Zombie chia ra làm ba loại: loại bình thường, loại khỏe với loại nhanh. Loại nhanh thì di chuyển rất nhanh hơn mấy con còn lại là 2 bước. Còn con bạn khỏe thì là phải có máu lực mạnh hơn 2 con còn lại và tốc độ nó sẽ chậm nhất. Con bình thường thì máu là mạnh nhì và tốc độ cũng nhì luôn. Về phần đầu thì khi bắn ra, nếu chạm vào zombie thì nó sẽ biến mất, còn nếu chạm vào cạnh thì nó sẽ bật lại. Về phía đầu thì chúng ta có thể di chuyển bằng phím, mũi tên. Nếu như bị hạt đậu bị zombie tấn chạm vào thì sẽ hiện phong lần thua, và nếu bắn được 200 viên đạn vào zombie thì chúng ta sẽ thắng. Còn một tính năng nữa đó chính là khi chúng ta bấm giữ phím cắt và chờ một lúc thì những hạt đậu khổng lồ sẽ bắn ra. Những hạt đậu khổng lồ nó sẽ mạnh hơn những đại hạt đậu bình thường, đậu bé. Sử dụng được 10 giây, sau đó nó sẽ tự động nhà chuyển thành hạt đậu bé. Còn zombie thì cứ 0,5 giây thì sẽ ra một con zombie. Chứ nếu không thì zombie sẽ ra rất là đông và chúng ta sẽ rất khó chơi. Về hạt đậu thì bắn một lúc thì nó sẽ hết đạn và nó sẽ không thể nào bắn được nữa. Chúng ta cần phải thả ra và bấm phím mũi tên để chạy. Một lúc sau thì nó sẽ bắn được. Còn phần phong nền thì em lấy ở trên mạng, những chỉ có một mình viên đạn là em tự vẽ, còn hai cái này thì em tự làm. Cả hai con đều một con thường với một con khỏe. Mọi người giờ xem em chơi thử. Em sẽ bấm giữ phím cách.
Còn em thích nhất đó chính là phần viên hạt đậu và viên đàn, bởi vì nó rất là hay. Với trò này chúng mình có thể thêm bớt những câu lệnh để nó hay hơn. Mình có thể bỏ cái này ra thì bây giờ những viên đạn bắn là sẽ thành làm bây giờ. Có thể. Hoặc là có thể bỏ cái này đi thì nó sẽ bắn, nó có thể bắn xuyên và đúng. Nó sẽ bắn, có thể bắn xuyên được và nó viên đạn sẽ không bao giờ mất. Để lấy ra thì những chỉ cần bắn đủ 200 con zombie thì chúng ta sẽ thắng. Em lấy cảm hứng của cái trò này ở trên mấy bữa em xem một video là hướng dẫn làm bắn trò chơi zombie, thì em bấm vào và em làm xem thử. Buổi thuyết trình của em hôm nay xin hết. Mọi người có góp ý gì cho bài lập trình của em không? Rồi, cô cảm ơn Thái Bảo nhá. Thái Bảo cứ chia sẻ màn hình ra đi để mọi người nhận xét xong rồi mình mới dừng chia sẻ nhá. Nãy giờ cô thấy hai bạn đang giơ tay nào, cô mời bạn Thái Huy nào. Vậy tôi thấy hình như là bạn nên đặt thêm một vài cái gì skin cho bài con làm nhà nếu nếu như bài con zombie nếu và nếu như tụi nó cho có cho máu hơn về sau thì có thể cho tụi nó đổi thêm cái gì đó đi như ở trong game thật á. Con Thái Bảo mở mở lại cái game thế này con thuyết trình nhá. Thái Bảo có vẻ làm được nhiều game đúng không? Nhưng mà mình mở lại cái game mà mình vừa thuyết trình nhé. Rồi đấy là ý kiến của Thái Huy. Rồi nào cô mời Đức Duy nào. Cô là con nghĩ bạn nên cần đồng đội hoặc là một cái vật gì đó để ví dụ như là ngôi sao thì mình đang ngôi sao thì mình sẽ bất tử trong mấy giây đó, và con cái ngôi cái con mà bắn ra đạn đó, là cái con Balan là mình phải cần cho một cái biến mấy cái biến mạng ít nhất là 3 mạng để là không bị chết sớm. Rồi đấy cô thấy ý kiến của Đức Duy và Thái Huy là cũng hay đấy. Đấy ví dụ như zombie mà ra nhiều quá thì mình sẽ cho nó chờ đợi mấy giây để cho nó bớt ra đấy. Cô thấy có lúc nó ra rất là nhiều này. Cái đó là em bỏ ra đó cô, thì em bỏ là chứ mà khi là em đặt là 0.5, Đấy đây bạn là 0.5 này cô, chứ một giây nó ra là ít lắm. Đấy. Đấy, bạn bạn Đức Duy thì bạn đang có ý kiến gì hả Đức Duy? Có bổ sung gì thêm nữa không? Dạ không cô, con quen cái tay. Đấy, bạn Đức Duy cũng thấy có thấy ý kiến của Đức Duy hay này là con nên cho nó mấy màng đấy, đó. Chứ một màng thì ít quá thì nó sẽ chết ngay. Đúng không nhỉ? Đấy, cho nó ba Dạ màng. nhưng mà em cho nó viên đậu khổng lồ siêu to khổng lồ rồi mà cô. Nhưng mà cô thấy rất là khó để mà chiến thắng được đúng không nhỉ? Đấy. Nãy giờ thầy thua hết à? Rồi Thái Huy có ý kiến gì nè hả con? Bạn cho cái thứ khác nhau có gì để có thêm những chức năng khác nhau khi mình chạm nhờ đó cô. Đấy, bạn này có thêm ý kiến nào?
góp ý cho Thái Bảo nào rồi đấy. Ví dụ như như có một thứ có thể chạm chạm nhờ là cho con người lan thêm thêm này, hoặc có thể là cho nó bắn xuyên, hoặc có thể là gì tương tự như vậy. Đấy rồi, không biết là Thái Bảo có nghe rõ ấy. Đấy Thái Bảo chơi thẳng đấy, Thái Bảo có nghe rõ ý kiến của bạn là Văn Huy không nhỉ? Dạ thật nghe rõ cô. À đấy thì sau khi mà có thời gian thì mình có thể làm thêm sau khi mà các bạn đã góp ý cho mình như vậy đấy. À Đức Duy có thêm ý kiến hả? Rồi cô mời Đức Duy nào. Cô là mình còn tạo một cái biến đến zombie mà lỡ mà cho Lan Giang có bắn được có 50 zombie thì chiến tranh thắng cô. Mình phải có một cái biến đếm zombie. Ở đây có biến đếm không nhỉ? Có biến điểm không nhỉ? Con có thể Đếm á điểm cô, không? đếm á cô. Đếm về điểm Đếm như có nhau cô. này. Đếm về điểm Đếm. là như nhau đó. Đếm đây cô, nhưng em cho À, nó tắt rồi. đấy là cứ cứ mỗi lần mà ấy bắn được một con là sẽ tăng một điểm, hoặc là tăng đếm đếm số lượng con zombie. Thì hai cái biến này thì nó sẽ tương đương với nhau nha. Ôi cô, hoặc là nếu mình đụng cái con lớn thì mình sẽ tăng nhiều đứa con nhỏ cho cô. Chứ đang cả hai là tăng một điểm. Rồi, ok, cô cảm ơn là lời nhận xét và góp ý từ các bạn nha. Các bạn đã có rất là nhiều cái ý kiến đóng góp để giúp cho cái dự án của bạn này thêm hay hơn, thêm sinh động hơn này. Rồi, Thái Bảo sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn. Rồi lúc nào có thời gian thì Thái Bảo làm thêm một số chức năng khác nữa để cho bài của mình được sinh động hơn nhé. Rồi buổi hôm nay thì Thái Bảo đã thuyết trình rất là to rõ ràng và thấy rất là tự tin với cái dự án của mình đấy, là Thái Bảo cũng có một sự cố gắng rất là tốt này đó, và cái phần bài của Thái Bảo cũng rất là hay đấy, và cô thấy có nhiều phần sáng tạo, ví dụ như là zombie có thể lúc ra nhiều lúc ra ít này, rồi lúc thì có ba nhân vật của zombie đúng không ạ, người di chuyển chậm, di chuyển nhanh, di chuyển trung bình đúng không, rồi là cái đàn khổng lồ này, đấy là những cái phần mà cô thấy rất là hay ở trong cái dự án của con đấy. Cô hy vọng những dự án Không sau cô, vậy cái mùa zombie chỉ ra một lượng nhất định thôi. Chứ hồi nãy em cho tháo cái này ra mới mới ra đông rồi cô. vậy hả? Tháo Thôi ra đấy, vì thấy cô em thấy hỏi rồi. tức là cứ Em mỗi nó sẽ ra một lượng nhất định thôi, do là khi quá trình con thuyết trình là con thảo ra đúng không đấy. Rồi thế cũng được, cũng không sao, hoặc giả là mình có thể là lấy ở chỗ cái phần thời gian đấy, mình có thể là cho thời gian ngẫu nhiên từ không cho tới một chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ ra đông, khi thì nó sẽ ra nhà ra ra nhiều đấy, ở chỗ đời đời không phải mấy giây đấy, thì mình có thể lấy cái là vào phép toán để lấy ngẫu nhiên đó, đời từ khi thì đời không giây, đời một giây, đời không phải 5 giây gì đấy đó, mình có thể thêm cái khối lành đó nữa cũng được nhá. Rồi bài của Thái Bảo là làm rất là hay, rất là tốt rồi nhá. Rồi phần thuyết trình của Thái Bảo đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn Thái Bảo nhiều nhá, đã giới thiệu cho cả lớp xem được một dự án hay nghe.